Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Đặng Hiếu Thảo, năm nay mình là 21 tuổi. Năm nay mình vừa tốt nghiệp trường cao đẳng khu Tết và hôm nay là mình được cấp giấy visa du học Mỹ. Mình thì là một người rất là thích gặp các bạn bè và thích nghe nhạc, rồi đi ăn với bạn bè và đi lịch cùng ba mẹ. Mình vừa tốt nghiệp ngành kế toán của trường khu Tết và qua Mỹ mình sẽ học ngành quản trị kinh doanh. Mình chọn ngành quản trị kinh doanh tại vì mình đã có một cái ngành kế toán rồi và mình học thêm một chuyên ngành nữa để sau này có thể đăng ký vào các công ty kinh đô của Việt Nam. Mình chọn Mỹ du học tại vì Mỹ là một nơi mà có cái nền giáo dục và kinh tế đứng hàng đầu thế giới, và những người bạn của mình ở Mỹ cũng nói với mình rằng nó có là môi trường học tập rất là tốt và thuận lợi cho việc giao tiếp tiếng Anh và học hỏi nền văn hóa của bên Mỹ. Và Mỹ cũng là cái nước, cái tiếng Mỹ cũng là cái tiếng rất là phổ biến trên thế giới, nên mà bọn anh học sẽ rất là dễ dàng thực hành tiếng Anh hơn là học ở những nước khác. Mình học trường mình sẽ chọn ở bang Cali, tại vì bang Cali thì là cái có thời tiết y chang như Việt Nam mình, và cái ngành có kinh tế và giáo dục của nó thì cũng thuộc dạng đứng đầu của Mỹ, và nó có nhiều trường đại học rất là lớn ở Mỹ. Và mình chọn trường Santa Ana College tại vì mình thấy thì lúc mà tìm hiểu á, thì ở thành phố Santa Ana là một trong những 4 thành phố an toàn nhất của nước Mỹ, và Santa Ana là một trong những trường được thành lập lâu đời, có 100 năm kinh nghiệm, và nó là một trong 4 trường lâu đời của bang Cali, và nó cũng là có cái sự dịch vụ du học rất là tốt với những học sinh muốn tham gia vào nó. Kế hoạch của mình thì ở bên Mỹ mình sẽ học vào khoảng 5 năm, 1 năm dành cho tiếng Anh và 2 năm cao đẳng và 2 năm đại học. Sau đó thì mình có thể học lấy bằng cử nhân và sau đó trở về Việt Nam để làm việc. Và tại vì ở Việt Nam mình có ba mẹ với lại bạn bè, thì những người đó là sống với mình rất là lâu, mình muốn về đây sống học một lần nữa. Mình làm hồ sơ tại vì bạn mình có một người khách hàng cũng nói với là mẹ là con có gì ấy mới được đi học Úc, xong mà mẹ hỏi là làm giấy tờ ở đâu. Thì mẹ bạn nó nói là học ở Tân Đại Dương, thì mẹ với mình cùng đi lên Tân Đại Dương và gặp được chị An tư vấn, và mình quyết định chọn Tân Đại Dương là nơi để giúp mình làm hồ sơ du học. Thì qua thời buổi học thì mình thấy học được giống như anh Khôi và chị An, thì hai anh chị rất là tận tình với mình. Anh Khôi thì rất hài hước và cũng dạy mình rất là kỹ. Chị An thì cũng rất là luôn luôn nhiệt tình với mình. Mà lúc mà mình được nhận được I-20, chị An cũng mừng thay nhiều chúc mình. Và khi mình nghe mình đậu được phỏng vấn thì chị An cũng gọi điện cũng chúc mừng mình rất là nhiều. Nên mình cũng cảm ơn hai chị An và chị Anh Khôi rất là nhiều. Và cũng toàn thể các nhân viên của công ty Tân Đại Dương vì đã giúp mình có cơ hội đã đến visa và đi du học Mỹ. Nếu mà có điều kiện thì mình sẽ giới thiệu bạn bè tới để đăng ký làm hồ sơ ở đây. Mình muốn nói với các bạn là trước khi vào mà lãnh sự quán thì các bạn phải đừng có căng thẳng quá. Mặc dù mình rất là căng thẳng nhưng mà nghĩ là vì tương lai của mình nên mình phải bình tĩnh. Thì vẫn lãnh sự quán nếu mà hỏi gì mình cứ trả lời đó. Thì mình cứ nhìn thẳng vào mắt họ và đừng có ngại e xè vậy. Tại vì bên cạnh sẽ có một người phiên dịch theo mình. Nếu mình không hiểu câu nào mình sẽ cần hỏi lại thì mình có thể nhờ người đó giúp mình. Và nếu mà đậu visa rồi thì bạn đừng có tỏ qua quá là vui vẻ, mà mất công người ta sẽ nghĩ mình là có gì sai đó rồi mình cứ tự chi mình đi ra về. Mình đừng có thái độ mà thân thiết chứ, nếu mà gặp người thân ở trong đó thì đừng có tỏ vẻ như mình quen biết người đó. Quần áo thì lúc đầu thì mình cũng nghĩ mình mặc đồ đơn giản thôi, nhưng mà mình nghĩ là đi phỏng vấn mình có là lịch sự nên mình không quyết định chọn quần áo sơ mi trắng và quần jean. Nói chung là bạn cảm thấy mà nếu mà tùy phong cách mà thoải mái nhất thì cứ mặc, nhưng mà theo mình nghĩ là mặc sơ mi trắng người ta sẽ có ấn tượng tốt hơn. Hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp cho các bạn được đạt những thành công trong lúc phỏng vấn, và mình chúc các bạn là làm phỏng vấn sẽ thành công tốt đẹp.